Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 7 tháng 6 năm 2023, giá chưa có biến động. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo nguyên liệu về ít, chất lượng gạo tốt hơn, giao dịch lúa hè thu ổn định, giá lúa biến động nhẹ ở một vài khu vực. Giá tham khảo theo từng loại lúa. Lúa hè thu tại các vùng Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang và Hậu Giang. IR504 6.400 đến 6.500, OM380 6.100 đến 6.300, OM5451 6.200 đến 6.400, OM18 6.400 đến 6.500, Đài Thơm 8 6.700 đến 6.900, Trabonica 6.700 đến 7.000 đồng, Nếp An Giang 5.800 đến 5.900. Lúa khô IR504 8.000 đến 8.400, OM5451 8.200 đến 8.300, Đài Thơm 8 8.300 đến 8.500, Nếp Long An khô Đông Xuân 8.700 đến 8.900, Nếp Long An khô Hè Thu 8.200 đến 8.400, Trabonica 10.100 đến 10.400, ST24 8.900, ST21 8.500 đến 8.700. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi, tùy chất lượng lúa. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Bà con nào có bán rồi có thể bình luận ở bên dưới để chia sẻ thêm thông tin nha. Xin cảm ơn và kính chào.